Tại Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thảo luận hai vấn đề gây nhiều băn khoăn thời điểm hiện nay, đó là quản lý người xuất nhập cảnh, tổ chức cách ly đối với các chuyên gia, lao động và người thân vào Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc, và xem xét ý kiến về việc tái khởi động hoạt động du lịch quốc tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh chúng ta đón các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào làm việc, đưa người Việt Nam ở các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch về nước, dẫn tới nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào trong nước là rất lớn. Do đó, thời gian tới cần tiếp tục phải quản lý chặt chẽ người nhập cảnh theo quy định. Đề nghị giao Bộ Quốc phòng tổ chức tiếp nhận quản lý cách ly đối với các lưu học sinh vào Việt Nam học tập. Đối với quản lý chuyên gia lao động nước ngoài, giao trách nhiệm đầu mối quản lý là các địa phương. Tỉnh sẽ làm đầu mối, xét duyệt cái danh sách đấy, rồi mới gửi cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để giải quyết câu chuyện nhập cảnh. Không phải cả Bộ Quốc phòng với đường bộ, Bộ Quốc phòng. Và Ủy ban dân tỉnh và trực tiếp là Chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh ấy, là phải chuẩn bị, chỉ đạo chuẩn bị cơ sở cách ly, đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn về cơ sở cách ly tập trung của Bộ Y tế. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải tiếp tục quản lý chặt chẽ các phi công, thành viên tổ bay quốc tế, đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ các khách sạn được sử dụng cách ly. Cùng với đó, ý kiến về khởi động du lịch quốc tế, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét cẩn trọng. Cách đây một tuần, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã giao cho Tổng cục Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức một cái hội nghị bàn về các cái giải pháp và những cái đề xuất kiến nghị để tiếp tục cái cầu phát triển du lịch nội địa trong cái thời gian tới, và đặc biệt là có thể có những cái hướng, cái giải pháp để tái khởi động lại du lịch quốc tế. Thì chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái việc mà cần phải có những cái trao đổi, có cái sự phối hợp và có cái những cái bước đi hết sức thận trọng. Sau khi tham khảo các chuyên gia, các thành viên của Ban Chỉ đạo thống nhất chưa mở cửa đón du lịch khách quốc tế vào Việt Nam, chỉ cho phép đón khách nước ngoài đến Việt Nam là những nước đã hết dịch và trên 30 ngày không xuất hiện ca nhiễm.